Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã đến với buổi nhận định liên thị trường cùng với Finasat. Thì hôm nay thì đầu tiên thì ngày 8 tháng 3 thì mình cũng xin gửi chúc anh chị em và có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ và có nhiều sức khỏe. Rồi thì đầu tiên thì chủ đề của chúng ta nhận định liên thị trường ngày hôm nay sẽ qua ba vấn đề. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái bức tranh về cái những cái loại tài sản đang có chu kỳ một tăng giá mạnh mẽ. Thì ở đây thì hai loại tài sản mà hiện tại đang được nhà đầu tư trên thị trường trong và ngoài nước quan tâm, đó là liên quan đến thị trường hàng hóa đó, và cái hai đó là những cái tài sản mang chất phòng thủ như là vàng, đô, thì hiện tại đang vào một cái chu kỳ vận động theo một cái chiều tăng giá rất là mạnh mẽ. Phía ngược lại thì những loại tài sản mà mang tính chất đầu cơ, ví dụ như là đồng Bitcoin và ngược lại là cũng như là chứng khoán, thì hiện tại thì nó đang có một sự thận trọng ở phía nhà đầu tư đó. Đó là bức tranh về thị trường thế giới. Còn về trong nước thì hiện VN-Index chứng khoán Việt Nam mình đã trải qua là hai cái nhịp điều chỉnh trước đó, thì liệu là cái nhịp điều chỉnh lần này thì chứng khoán Việt Nam có thể giữ được cái đà tăng giá và đi ngược lại cái xu hướng chung điều chỉnh chung của thị trường thế giới hay không? Thì đó là những cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi ngày hôm nay. Thì đầu tiên á thì chúng ta sẽ nói về cái bức tranh toàn cảnh thị trường. Thì cái mật độ giao dịch của nhà đầu tư tập trung rất mạnh vào vàng, đô và dầu là những loại tài sản mà được nhà đầu tư quan tâm ở thời điểm hiện tại. Về vàng này, ở đây vàng và dầu là vẫn đang ở với chu kỳ dẫn dắt thị trường, và chỉ số sức mạnh đồng đô cũng vậy, tương tự là đang ở chu kỳ dẫn dắt. Cái mức độ giao dịch của nhà đầu tư rất mạnh ở tài sản này. Ngược lại thì chứng khoán và đồng Bitcoin thì cái tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư rất là thấp và đang chu kỳ vận động giá theo cái chiều hướng là kém tích cực. Ví dụ như là đồng chứng khoán chỉ số Dow Jones đang một chu kỳ giảm giá, một chu kỳ suy yếu nè. Còn chỉ số chứng khoán Việt Nam á, thì đang theo hướng là điều chỉnh và đang cái trong vùng điều chỉnh. Còn về đồng Bitcoin thì đang vùng hồi phục nhưng mà cái lực cầu cũng tương đối là yếu, cho nên tổng kết lại thì những loại tài sản đang mạnh thì có nhóm thuộc nhóm là vàng nè, giá dầu nè, với lại là đồng đô, là những loại tài sản mà được thị trường giao dịch mạnh. Rồi thì đó là toàn cảnh thị trường. Rồi chúng ta sẽ cùng nói về, đầu tiên là chúng ta sẽ nói về những thông tin liên quan đến hàng hóa và những cái tài sản phòng thủ. Thì cái cuộc họp mà nhà đầu tư trên thế giới quan tâm hiện tại là liên quan đến cái vấn đề về đàm phán, cuộc đàm phán giữa Nga với lại Ukraine. Thì cái vòng đàm phán vòng thứ ba thì hiện tại thì vẫn vẫn chưa có những cái kết quả nào gọi là đáng kể, mà chỉ có một số những cái tiến triển nhỏ về cái sơ tán người dân thường ra khỏi những cái vùng chiến tranh đó. Thì đó là kết quả của đàm phán lần này, và nó dường như là nhà đầu tư đang kỳ vọng là nhà đầu tư chứng khoán thì kỳ vọng là cái cuộc đàm phán này diễn ra nhanh nhanh chóng và đạt có những cái kết quả cực hơn, mà tin ra không được như kỳ vọng thì nó dẫn đến là chứng khoán và những tài sản của RON nó bị giảm điểm. Ngược lại thì những loại tài sản như và hàng hóa, đặc biệt là giá dầu á, sẽ hưởng lợi tích cực vì cái lo ngại nguồn cung này, nguồn cung giá dầu có thể kéo dài trong thời gian tới. Thì đó là bức tranh liên quan đến cái tình hình của Nga với Ukraine thì hiện tại. Thứ hai thì tiếp theo là chúng ta sẽ nói về những cái thông tin liên quan đến những cái đáp trả lệnh trừng phạt của Nga là của châu Âu, Nga với châu Âu. Thì Nga cũng đã đe dọa là sẽ cắt các đường dẫn khí đến châu Âu, và đây là có thể là ảnh hưởng đến cái việc là nguồn cung trên cho châu Âu bị ảnh hưởng, và khi khi nguồn cung thế giới bị ảnh hưởng thì dẫn đến là có thể sẽ tăng cái nhu cầu, gọi là nguồn cung giảm, thì trong khi nhu cầu không đổi thì dẫn đến là cái giá của khí với nhiên liệu đang tăng rất là cao đó. Và giá khí khí tính đến thời điểm ngày 7 tháng 3 thì đã tăng là 18% so với tuần trước, và tính từ đầu năm tới nay thì đã tăng gấp 3 lần, hơn 3 lần đó. Và đồ thị của giá khí thì nó đang đang thẳng đứng thế này, đó là diễn biến của giá khí thế giới.
Còn rồi chúng ta sẽ cùng xem thêm về diễn biến của giá dầu như thế nào trong tuần qua. Thì về phía giá dầu á, thì nó bắt đầu một cái chu kỳ tăng giá mạnh mẽ khi chiến căng thẳng giữa Nga và cái biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine tăng tăng cao, thì dẫn đến là giá dầu nó vận động theo cái chiều hướng mạnh mẽ. Thì cái hoạt động tăng mạnh mẽ này hoàn toàn có một cái lực cầu ha, cái quán tính tăng mạnh nè, và dòng tiền lớn có vào á, dòng tiền lớn mới duy trì nha. Nhưng mà ở gần đây thì có những cái dấu hiệu là có những cái lực chốt lời đó. Về xu hướng thì chưa có gì vi phạm hết đó, và về ở đây là về về cái quán tính tăng giá thì vẫn còn. Tuy nhiên mình nhà đầu tư cần lưu ý là những cái biến động hiện tại á, là những cái căng thẳng của Nga và Ukraine nó tác động chủ yếu là lên cái giá dầu, và cái nguồn cung trên thị trường đang bị gián đoạn trong ngắn hạn. Tuy nhiên giá tăng nhanh và mạnh như thế này thì mình cân nhắc tới việc là những cái phiên tăng mạnh thì chúng ta thời gian tới mình canh, mình chốt lời bớt, và mình trở là mình bảo vệ cái thành quả của mình trước đó. Tại vì khi mà tăng tin tức, nếu mà cuộc đàm phán giữa Nga Ukraine mà có những cái chuyển mới và ngừng đình chiến á, thì nhà đầu tư tạm ngưng những gọi là những cái yếu tố mà liên quan tới nguồn cung, có thể là sẽ khôi phục lại, và cái giá dầu nó lúc đó nó sẽ điều chỉnh rất nhanh. Thì đa phần thì những loại tài sản nào mà tăng một cách nhanh chóng thế này thì cái lực bán, lực chốt lời tăng nhanh, cho nên là với vùng này thì mình sẽ không có nghĩ mua với những cái loại tài sản dầu này, mà mình chỉ khuyến khích là nhà canh mình những cái phiên tăng trong thời gian tới thì mình canh, mình chốt chốt lời, mình giảm cái tỷ trọng và bảo vệ cái thành quả của mình. Rồi đó là cái về giá dầu. Thứ hai thì nói về vàng là tài sản phòng thủ, thì vàng hiện tại là tăng rất là mạnh ha, nó và vượt cái vùng cản, mình có đề cập cái vùng cản là quanh cái mức là 1.900, thì cũng đã vượt vượt qua luôn cái vùng cản này rồi, và dạo trend tăng ghi kiểu tiếp tục cái trend tăng mạnh mẽ. Thì vàng thì mình cứ nắm giữ thôi, và cái mục tiêu mà vàng hướng tới đó, hiện tại là đỉnh lịch sử của vàng là đang ở cái vùng là 2070, khoảng 2070 đô la trên một ounce, thì đó là cái đỉnh lịch sử của giá vàng. Thì hoạt động tăng giá của vàng á, là do vừa chiến tranh và lạm phát, thì dẫn đến là cái sự đầu cơ, cái nhà đầu tư sẽ tìm những loại tài sản nào mà có thể bảo vệ được cái đồng vốn của mình mà tránh bị trượt giá. Thì đó là vàng là kênh mà nhà đầu tư quan tâm tới và chọn lựa để mà tham gia giao dịch. Rồi thì đó liên quan đến vàng. Cái tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái liên quan đến cái loại tài sản còn lại, đó là đồng đô. Thì chỉ số sức mạnh đồng đô trong tuần vừa qua cũng đã vào một cái tăng bất ngờ, là tăng một cái rất là mạnh. Thì cái thông tin liên quan hỗ trợ đến đồng đô là hiện tại từng ở ở cuối tuần vừa qua thì có những cái thông tin liên quan đến cái bảng lương phi nông nghiệp và số liệu thì số liệu thất nghiệp và số liệu việc làm mới của phi nông nghiệp của Mỹ cũng tăng cao đó, nên tích cực đồng đô. Và thêm nữa thì đây cũng là một tài sản mà nhà đầu tư thường sẽ dùng để mà tránh cái rủi ro khi mà thị trường lạm phát và chứng khoán đang tăng cao, lạm phát tăng cao và chứng khoán đang có điều chỉnh, thì đó nên tích cực đến đến cái đồng đô này. Và cái vùng cản của đồng đô này sẽ quanh mức là 100 đến 105 điểm. Thì mình canh, nếu mà có vị thế đã tham gia trước đó thì mình canh, mình chốt lời thôi, chứ mình không không có tham gia mua mới ở thời điểm này, tại vì cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó không có còn hấp dẫn nữa. Đây, dòng tiền lớn vẫn đang mua vào tích cực ha. Thì hiện tại thì mình có vị thế thì mình nắm giữ và canh chốt lời thôi, chứ không có tham gia giao dịch mua mới ở thời điểm hiện tại. Rồi tiếp theo thì liên quan đến cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ nói về cái chứng khoán Mỹ. Thì chứng khoán Mỹ giảm trong thời gian qua, thì trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại thì có hai cái mối quan tâm mà nhà đầu tư quan tâm. Thứ nhất là cái quan tâm đầu tiên là ở cuộc họp vào ngày 15 tháng 3 tới đây, thì Fed sẽ tăng lãi suất 0.25% hay là tăng 0.5% để mà kiềm chế cái lạm phát. Nếu cái mức lãi suất là 0.25 thì có thể là đây là một yếu tố
mình tạm gọi là có thể tích cực cho thị trường à, tại vì nhà đầu tư đang sợ là Fed sẽ làm nó thắt chặt hơn và tăng 0.5 thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự dịch chuyển dòng vốn lớn hơn đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến, đến thị trường chứng khoán mạnh hơn nữa, và lúc lúc đó thì nhà đầu tư đã phản ánh giá trên thị trường điểm số chứng khoán và các kênh huy động vốn nó sẽ có thể là bị ảnh hưởng, và đặc biệt chứng khoán nó sẽ bị dịch chuyển cái dòng vốn từ chứng khoán qua các kênh có cái lãi suất như là kênh trái phiếu không qua, thì nó sẽ sự ảnh hưởng đến sự dịch chuyển dòng vốn đó. Còn về cái nếu mà tăng 0.25 thì nếu 0.25% và do giá đã phản ánh những cái sự giảm điểm trước đó của nhà đầu tư và cái tin ra, thì mình nghiêng hướng về hướng nếu mà tăng 0.25 thì tin ra là cái thời điểm mà chứng khoán và trong và ngoài nước nó sẽ xác lập, đặc biệt là trong nước thì những cổ phiếu liên quan ngân hàng và chứng khoán nó sẽ tạo được cái nền cân bằng và xác định được cái vùng cân bằng và hồi phục, thì đó là yếu tố mà mình sẽ nghĩ là đánh giá là sẽ tích cực cho thị trường nếu mà trong tình huống là trong trường hợp là Fed sẽ tăng 0.25% thôi đó. Còn những cái căng thẳng liên quan Nga đến Ukraine thì những loại tài sản dịch chuyển dòng vốn đó, tài sản nào mà chứng khoán hay là những tài sản rủi ro cao thì họ sẽ di chuyển dòng vốn qua đó. Thì đó là những cái sự quan tâm của thị trường chứng khoán thế giới hiện tại. Rồi chúng ta sẽ cùng xem vào cái chỉ số chứng khoán và cái sự biến động của cái đồng Bitcoin như thế nào. Thì xét về chứng khoán thì hiện tại là cái pha đã vào pha điều chỉnh rồi đó, và những liên tục này tạo chạm điều test lại đường trung bình 20 phiên rồi điều chỉnh test lại 20 phiên điều chỉnh và đang trong một cái pha điều chỉnh có thể là kéo dài trong thời gian tới, và hiện tại nếu có tham gia thì tham gia theo cái theo giao dịch thì canh những cái điểm mà test lại quanh các đường trung bình này mà tham gia hay chiều bán, chứ hiện tại cũng không có những cái điểm mua ở thời điểm hiện tại đó, và người cần chú ý ha. Thì mình sẽ đánh cho cân nhắc giữa một là nếu trading theo kỹ thuật thì đánh cho biên nhỏ và chạm chạm cái đường này và điều chỉnh xuống thì mình lại mua lại bán, còn về mua thì cần phải chờ những cái thông tin tích cực hơn và chờ sự đảo chiều xu hướng thì mới có thể tham gia theo cái chiều hướng mua ở thị trường chứng khoán Mỹ được, với chỉ số ra được đó. Còn về đồng Bitcoin, thì hiện tại thì đồng Bitcoin cũng không được dùng làm cái tài sản phòng thủ nữa rồi, nhà đầu tư không có lựa chọn đồng Bitcoin làm kênh trú ẩn, cái tính rủi ro và những cái rào cản pháp lý nó dẫn đến là đồng Bitcoin hiện tại cũng đang giao dịch đi ngang và cũng có nhà đầu tư tham gia, tỷ lệ tham gia rất ít, đặc biệt là trong điều kiện là hiện tại là điều kiện là căng thẳng chính trị chiến tranh với Nga Ukraine nữa, cho nên là thường thì những cái loại tài sản rủi ro cao sẽ không được ưu tiên trong lúc này, nó dẫn đến là đồng Bitcoin đang trong một cái vùng sideways thôi, không có xu hướng để mà nhà đầu tư có thể tham gia dịch. Rồi đó là về chứng khoán thế giới. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về chứng khoán Việt Nam. Thì chứng khoán Việt Nam á, thì cũng sau một số thông tin chú ý thì hiện tại là chứng khoán Việt Nam đang chịu tác động từ cái lực bán ròng từ khối ngoại trong 2 phiên gần đây, và họ bán ròng chủ yếu là ở những cổ phiếu như là Hợp Phát, là những cổ phiếu ngân hàng Hợp Phát, Vincom, thì đó là những cổ phiếu mà bán ròng và đang áp lực chỉ số lên lên thị trường đó. Về xu hướng của VN-Index á, thì nhìn chung thì vùng này là hiện tại là VN-Index đang trong một cái vùng sideways đó. Điểm điểm trừ của VN-Index hiện tại đó là cái kênh tăng hiện tại là phiên hôm nay đã phá vỡ cái đã thủng cái kênh tăng của VN-Index đó. Tuy nhiên là đây không phải là lần đầu tiên mà VN-Index thủng trên tăng ha, có những lần trước đó ví dụ như là lần đây quanh vùng này thì một lần đã phá vỡ cái trên tăng và hồi phục lại nè, lần thứ hai nè, lần thứ ba phá vỡ hồi phục lại đó, và quanh vùng này lần thứ tư đó, và lần này lần thứ năm đó đã phá vỡ hồi phục trở lại. Tuy nhiên nếu mà xét cho đúng hơn thì vùng hiện tại của thị trường cái kênh tăng nó đã không không có nhiều còn nhiều ý nghĩa nữa, và cái kênh hiện tại của thị trường đó, nó đang nghiêng về cái vùng gọi là vùng sideways đó. Vùng sideways của thị trường hiện tại là đã xác nhận vào cái vùng này là bắt đầu của chu kỳ của vùng sideways, thì cái vùng biến động của thị trường đó, hiện tại nó đang
trong một cái kênh sẽ quay qua vùng này đó. Và nếu mà xét trong ngắn hạn hơn á, thì cái biến động của đây, đây là cái vùng biến động của VN-Index ở thời điểm hiện tại, là một cái kênh sideways lớn như thế này đó, là một cái quay nhưng mà chiều hướng là hướng lên đó. Nếu mà xét trong ngắn hạn hơn thì nó sẽ có một cái hoặc biên độ nó dao động của VN-Index trong khoảng một tháng gần đây, nó sẽ biến động từ 1470 đến 1515 điểm, là cái vùng biên độ dao động của VN-Index ở thời điểm hiện tại. Đó. Nếu trong một tình huống xấu thì VN-Index có thể về về đâu, thì có thể là về vùng cản hỗ trợ. Thứ nhất là quanh quanh vùng này, tức là quanh 1440 đến 1450 điểm, và kịch bản xấu nhất thì có thể là về quanh 1420 đến 1425 điểm. Thì đó là những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại. Nó còn vùng này thì mình đánh giá khả năng thì có khả năng thì hai lần này nó sẽ tái hiện lại, khi mà hiện tại trong nước thì chủ yếu là chứng khoán thế giới cũng đang bắt đầu có những cái dấu hiệu là rút châm và tạo và đảo chiều, thì Việt Nam mình cũng sẽ hưởng tích cực vào những phiên tiếp theo. Và thứ hai là cái VN-Index, chỉ số VN trong trong nước của mình cũng không có nhiều tin xấu tác động, cho nên là nếu thị trường chứng khoán hồi phục trở lại trong phiên tới thì rất nhanh là ngày mai, trong phiên ngày mai mốt thì chứng khoán Việt Nam mình cũng sẽ quay trở lại và hồi phục trở lại. Và mình cũng duy trì cái dự báo về cái biến động của thị trường quanh 1470 đến 1515 điểm, đó là vùng dao động của cổ VN-Index ở thời điểm hiện tại. Rồi, đó là về VN-Index. Còn ngoài ra thì cũng ra một số cái thông tin mà chú ý, thì thứ nhất là thông tin liên quan đến xăng dầu hiện tại vẫn đang tăng cao đó. Điều này thì nó sẽ tác động kém tích cực với những doanh nghiệp mà về sản xuất sử dụng nhiên liệu xăng dầu, thì nó sẽ ảnh hưởng. Và cái thứ hai là thông tin liên quan đến cao su, thì cao su hiện tại có hai thông tin hỗ trợ, là thứ nhất là giá dầu tăng dẫn đến là những giá cao su nhân tạo cũng sẽ tăng giá, và cao su nhân tạo tăng giá thì nó sẽ kéo theo một cái hiệu ứng ở những cái nhóm cao su tự nhiên, thì dẫn đến là giá cao su tự nhiên có tăng trong thời gian vừa qua. Và cái thứ hai là dự báo về cái việc là nguồn cung cao su sẽ bị giảm trong trong từ năm 2022 đến 2024, do là cái diện tích cao su trên thế giới đang giảm vì ảnh hưởng từ cái biến đổi khí hậu. Thì đó là những cái yếu tố mà tác động đến tích cực đến những cái cổ phiếu dùng cao su. Rồi, thì đó là liên quan đến thị trường. Rồi chúng ta sẽ cùng điểm qua về một số ngành chú ý. Thì về ngân hàng á, nhìn chung thì ngân hàng á, đang ở cái vùng gọi là vùng khá là xấu ha. Thì hiện tại á, là đang kiểm chứng là một cái trend tăng thế này. Nếu mà vùng này mà ngân hàng có thể tạo hồi phục á, thì nó sẽ là một cái sự đảo chiều xu hướng, và kỳ vọng nó sẽ tích cực và nó sẽ tác động tích cực lên chỉ số VN-Index, khiến VN-Index nó hồi phục. Tuy nhiên với cái vụ điều chỉnh này mà chưa có những cái nến đảo chiều xuất hiện thì mình hạn chế tham gia bắt đáy, mặc dù là có những lực cầu xuất hiện ở ngân hàng rồi, nhưng mà hiện tại thì do tình hình chung nó cũng xấu rồi, tình hình thị trường chung nó cũng đang diễn biến là chỉ số nó cũng đang kém tích cực, cho nên là việc mua mà khi đang giảm mạnh thì cũng rất là mạo hiểm. Mình chờ những tín hiệu đảo chiều thì mình tham gia thì nó an toàn hơn. Đó. Còn liên quan đến một số cổ phiếu mà đang tích cực ở thị hiện tại, như là nhóm cao su nè, đó, thì mình vẫn lấy giá là phiên hôm nay thì nó đang bứt phá nè, và mục tiêu ngắn nhất là cái về đỉnh cũ là quanh quanh vùng là tám quanh 85, đây từ 85 đến 88, thì quanh cái vùng này là vùng mà mình canh chốt lời, và vượt đỉnh thì mình hoàn toàn có thể canh tham gia những phiên test lời đỉnh. Một số cái lượng hàng hóa mà đang tích cực đó, hôm nay thì có giảm nhưng mà xu hướng còn tích cực, đó là cổ phiếu hóa chất phosphate vàng nè, phosphate vàng tăng, và rồi hóa chất rất ghê cũng hưởng tích cực. Còn về đạm
Đạm thì đạm hiện tại thì mình sẽ không có những cái điểm mà để tham gia đó. Đà tăng thì vẫn vẫn đang được duy trì nhưng mà điểm mua thì không có, cho nên là mình trung lập, có nghĩa là nắm giữ với loại tài sản này ha đó. Còn về cảng biển, cảng biển thì đây thì mình những cổ phiếu mà tăng khỏe và giữ trên đó, cổ phiếu mà giữ trên thường EMA 10 thường sẽ bám EMA 10 tăng, thì trong những cái phiên tiếp theo mà test lại. À, đầu tiên là cái nhịp lắp ráp á, là nó giảm mạnh hơn so với dự kiến, và có thể là mình kỳ vọng là lắp ráp, tuy nhiên là nó ảnh hưởng chung của thị trường nó giảm mạnh. Tuy nhiên là trong những phiên tiếp theo, nếu mà nó giữ được cái đường EMA 10 này và tạo nến đảo chiều thì mình có thể hoàn toàn tham gia giao dịch được với cổ phiếu vận tải biển ha. Đó, thì đó là một số dòng chú ý. Còn về ngân hàng thì hiện tại thì mình cũng hiện tại thì nếu mà có những vị thế cũ thì nhà đầu tư mình nắm giữ thôi, tại vì ngân hàng nó cũng chưa có những cái lực bán mạnh hơn. Tuy nhiên về mua mới thì hiện tại cũng chưa có điểm an toàn để mà mua, thì tạm thời mình cần quan sát thêm một thời gian. Và cái điểm mua có thể là khi mà thông tin về tăng lãi suất của Fed chỉ 0.25%, thì đó là ra thông tin, thì đó là thời điểm mà mình canh mà mình có thể mua vào, và mình kỳ vọng là thời điểm đó thì cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán có thể tạo đáy và có nhịp hồi phục để nhà đầu tư có thể tham gia trading ngắn hạn. Rồi thì đến đây thì cái video về nhận định về thị trường của mình cũng xin kết thúc tại đây. Trước khi nói lời chào tạm biệt anh chị các bạn thì mình cũng xin giới thiệu hiện tại ha, thì mình cũng có nhờ tổ chức những cái room tư vấn hỗ trợ anh chị nhà đầu tư và những thông tin sớm nhất và mới nhất cũng như là những cổ phiếu trên thị trường. Nếu anh chị có quan tâm thì có thể vào trang Finasat một quản trị và để đăng ký thông tin cá nhân và chọn thành viên tư vấn là mình là Phát, thì để tương tác trực tiếp và cập nhật những thông tin nhanh nhất về thị trường. Rồi thì đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.